Theo sự ký Tư Mã Thiền, Lão Tử họ Lý, tên Nhĩ, tự Bá Dương, Thụy là Đam, người làng Khúc Nhân, huyện Hổ, nước Sở, nay thuộc Quảng Hào Châu, phía tây bắc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ông sinh năm 571 trước công nguyên tại nước Tề, sau Sở diệt Tề, đặt Tề thành một huyện thuộc nước Sở. Lão Tử, tức Lý Nhĩ, là con trai của Lý Càn, đại tướng quân của nước Tống. Cuối thời Đông Chu, nhà Chu suy yếu, chư hầu nổi lên tranh cướp đất đai, chiến tranh xảy ra liên miên. Năm 571 trước công nguyên, Sở đem quân xâm lược Tống, đại tướng quân Lý Càn nhận lệnh đem quân cự địch. Trong một trận chiến với quân Sở, ông đã tử trận. Khi đó Lão Tử vẫn còn ở trong bụng mẹ. Khi hay tin con trai tử trận, Lý Thái Công đã đem gia quyến chạy trốn sang nước Tề và ở nhờ nhà một người cháu họ tại huyện Hổ, làng Khúc Nhân. Ngay sau khi cất tiếng khóc chào đời thì cũng là lúc Lý phu nhân qua đời vì hậu sản. Lão Tử chào đời mồ côi cả cha lẫn mẹ. Lý Nhĩ lớn lên dưới sự chăm sóc và dạy dỗ của ông nội và gia đình người nhà chú họ. Càng lớn lên, Lý Nhĩ lại càng biểu lộ tư chất thông tuệ hơn người, hay hỏi ông nội các câu hỏi về bầu trời, về các vì sao, về các vấn đề của cuộc sống, vân vân. Tuy nhiên, vì muốn bảo vệ gia đình và cháu nội, ông đã không cho Lý Nhĩ đi học và giao du với thế giới bên ngoài. Trong huyện Hổ có một vị tiên sinh tên là Thương Dung. Thầy Thương Dung chuyên dạy học cho các con em với quý tộc trong huyện. Một lần tình cờ đi ngang qua làng Khúc Nhân, được nghe câu chuyện và biết Lý Nhĩ tư chất thông minh và đoán rằng nếu được đào tạo, Lý Nhĩ sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Thương Dung tiên sinh đã hỏi dò tìm đến nhà và thuyết phục được Lý Thái Công cho Lý Nhĩ theo học. Nhờ chăm chỉ hiếu học và sự truyền dạy của thầy, sau 3 năm, Lý Nhĩ đã hiểu được rất nhiều tri thức về thiên địa và nhân sinh. Thầy Thương Dung khuyên Lý Nhĩ nên tìm thầy khác để học, bởi đã không còn đủ kiến thức để có thể giải đáp những thắc mắc của Lý Nhĩ. Vì quyết tâm muốn tìm hiểu nguồn gốc của trời đất và vạn vật, Lý Nhĩ một mình tìm đường lên núi Ẩn Sơn và theo học Bản Nguyên Tiên Sinh. Tại đây, Lý Nhĩ được học rất nhiều tri thức mà Thương Dung tiên sinh chưa từng giảng tới. Đồng thời, thông qua học tập, Lý Nhĩ biết được học thuyết đại đạo sâu xa, bí ẩn nhưng cũng vô cùng đơn giản. Đây chính là bước ngoặt để sau này Lý Nhĩ, tức Lão Tử, sáng lập học thuyết đạo đức. Cũng từ đó, Lão Tử đã bước vào con đường ngộ đạo và truyền đạo. Cuối thời Đông Chu, các nước chư hầu chiến tranh liên miên, xâm chiếm lẫn nhau. Nước Tề, trong thì rối ren, ngoài thì thường xuyên bị Sở Tống đem quân đe dọa xâm lược. Nghe tin Lão Tử học rộng tài cao, vua Tề cho mời gọi vào triều để hỏi chuyện chính sự. Nhà vua nói nước Tề tuy nhỏ nhưng luôn tuân thủ lễ pháp, cũng chưa từng xâm chiếm nước khác. Nhưng hai nước Sở, Tống vẫn không ngừng xâm chiếm biên giới nước Tề, khiến dân chúng nước Tề chìm trong cảnh khổ cực lầm than. Nếu cứ như vậy, nước Tề sớm muộn cũng phải vong. Lão Tử trả lời nguyên nhân chính khiến cho nước Tề suy bại lại chính là lễ pháp. Dân chúng nước Tề đang bị trói buộc trong lễ pháp, khiến cho con người nhốt mình cho quy củ, và đó không phải gốc của việc trị thế. Phương pháp trị thế phải thuận theo tự nhiên, vô tri mà trị, bằng cách cho dân chúng được sống yên ổn, không có sự cưỡng chế áp bức. Dân chúng được an nhàn sẽ không quên ơn đức của nhà vua. Nếu có quốc gia nào đó đến xâm lược, dân chúng sẽ vì ơn nghĩa mà bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhà vua, bảo vệ bản thân mình. Nghe Lão Tử luận thuyết, vua Tề rất ưng ý, muốn mời Lão Tử tham chính, nhưng ông từ chối vì lý do sự học vẫn còn nông cạn. Nghe tin ở núi Thái Ất nước Chu có một cao nhân đắc đạo tên Tử Chân, Lão Tử quyết tâm lên đường tầm sư học đạo. Tại đây, Lão Tử đã lĩnh hội được thuộc trị tâm, trị thân, trị gia, trị thần và trị thế của Tử Chân tiên sinh. Đặc biệt là Lão Tử đã tìm hiểu gốc rễ của mọi sự vật trên đời xuất phát từ chữ nhất, và đó chính là đạo. Từ đó trở đi, học vấn của Lão Tử ngày càng uyên thâm, tiếng tăm của ông vang chạy khắp nơi. Lúc này nước Tề bị nước Sở diệt, biến Tề thành một huyện của nước Sở. Vua Chu Cảnh Vương nghe được danh của Lão Tử liền mời ông về triều đình tham gia việc nước. Dù không muốn ra làm quan,
nhưng vì không muốn trái lệnh nhà vua nên ông đành phải lên đường ý kiến vua Chu. Gặp Lão Tử, Chu Cảnh Vương hỏi ông về học vấn và cách trị thế. Ông trả lời liền mạch. Chu Cảnh Vương nghe rất ưng ý, rồi mời ông ra triều làm quan. Nhưng Lão Tử từ chối không nhận, vì chỉ cầu học để phát huy học thuyết đại đạo chứ không muốn làm quan. Biết được chí hướng của Lão Tử, muốn giữ chân ông, vua Chu liền phong cho ông làm thủ tàng thất sử thuộc hàng đại phu, tương đương giám đốc thư viện quốc gia ngày nay, để ông có thể nghiên cứu và mở rộng học thuyết mà ông theo đuổi, đồng thời làm thầy dạy học cho Vương Tử, con của vua. Lúc này Chu Cảnh Vương đau ốm liên miên, việc triều chính bị bê trễ, trong cùng các vương tử tranh chấp ngôi vị, khiến triều đình nhà Chu trở nên rối loạn. Các phe phái muốn tranh thủ học vấn và uy tín của Lão Tử nên lôi kéo ông tham gia chính biến. Thấy tình thế Chu như vậy khuyên can không được, ông đành từ quan trở về quê. Sau khi Chu Cảnh Vương mất, triều đình nhà Chu xảy ra cuộc chiến tranh giành ngôi vua giữa các vương tử. Cuối cùng Vương Tử Cơ Cái là học trò của Lão Tử lên làm vua, tức vua Chu Kính Vương. Chu Kính Vương cho người về quê mời Lão Tử ra làm quan. Lão Tử tiếp tục ra làm quan cho nhà Chu. Nhưng lâu ngày thấy nhà Chu suy nhược, không làm sao được, Lão Tử bèn bỏ đi về phía Tây. Đi đến Hàm Cốc Quan, gặp quan lệnh Doãn tên là Hỷ, mời ở lại mà bảo rằng: "Ngài sắp đi ở ẩn, vậy nên gượng làm cho tôi ít sách đi." Lão Tử bèn làm quyển sách nói về đạo và đức hơn 5.000 chữ. Làm xong rồi bỏ đi đâu mất, không biết về sau thế nào. Con của Lão Tử là Lý Tôn làm tướng quốc nước Ngụy, được phong ở ấp Đoàn Can. Con của Lý Tôn là Lý Chú. Con của Lý Chú là Lý Cung. Con của Lý Cung là Lý Giả, làm quan đời Hiếu Văn Đế nhà Hán. Con của Lý Giả làm thái phó cho Giao Tây Vương tên là Lý Ngang, do đó mà cư trú ở nước Tề. Lão Tử có nhiều học trò, nhưng hay nhắc đến có ba người, đó là Đồng Tâm, Ngô Đồng và Canh Tăng Sở. Đồng Tâm và Ngô Đồng là bạn từ thuở nhỏ với Lão Tử. Vì kính trọng đạo đức và chí hướng của Lão Tử nên đã bái ông làm thầy và theo ông trong suốt quá trình ông làm quan và hành đạo. Sau cả, Đồng Tâm và Ngô Đồng đều tử vì đạo. Còn Canh Tăng Sở xuất thân là một sát thủ. Ban đầu Canh Tăng Sở được thuê để giết hại Lão Tử, song được Lão Tử cảm hóa nên đi theo. Canh Tăng Sở cảm thụ được đạo của thầy và sau trở thành một triết gia cuối thời Đông Chu. Quý vị và các bạn thân mến, Lão Tử là một triết gia lỗi lạc, một nhân vật kiệt xuất, là người mở đường sáng lập ra đạo giáo, là một trong ba tôn giáo có ảnh hưởng mạnh đến văn hóa Trung Hoa và các nước Á Đông. Tác phẩm của Lão Tử như cuốn Đạo Đức Kinh là một tác phẩm triết học kinh điển đáng chú ý nhất trong lịch sử triết học Trung Quốc. Đó là kiệt tác đụng chạm tới nhiều vấn đề của triết học trong quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Rằng con người cần sống hòa hợp với thiên nhiên và tạo hóa, tuân theo quy luật của thiên nhiên, tu luyện để sống lâu và gần với đạo. Những vấn đề mà Lão Tử đưa ra cách đây hơn 2.500 năm đến nay vẫn còn mang tính thời sự và tiêu tốn không biết bao giấy mực của hậu thế để bàn về tư tưởng cũng như cuộc đời của Ngài. Hậu thế kính trọng và tôn vinh Ngài như một bậc thầy già cả. Dưới thời nhà Đường, để tạo mối liên hệ với Lão Tử nên đã coi Ngài là tổ tiên của hoàng gia, truy phong Ngài làm hoàng đế. Đời Đường Cao Tông, tôn là Thái Thượng Huyền Nguyên hoàng đế. Đến đời Đường Huyền Tông lại gia phong là Đại Thánh Tổ Cao Thượng Đại Đạo Kim Huyết Huyền Nguyên Thiên Hoàng Đế. Cho đến ngày nay, cuộc đời của Ngài vẫn là một điều bí ẩn và vẫn đang còn được tranh cãi. Nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận được, đó là tấm gương về đạo đức sáng ngời, trí tuệ kiệt xuất mà Ngài đã để lại thông qua tác phẩm kinh điển Đạo Đức Kinh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hết video. Mến chào và hẹn gặp lại.